Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Audemars Piguet, một bộ sưu tập gắn liền với tên tuổi của ngài Grand Genta, đó chính là Royok. Và chiếc đồng hồ đang trên tay tôi đây được giới thiệu và ra mắt năm 2019 tại sự kiện SISS. Và chiếc đồng hồ này thay thế cho phiên bản người tiền nhiệm là 15400 với đường kính 41mm. Và hẳn các bạn cũng đã đoán ra rồi, phiên bản trên tay tôi có mã hiệu là 15500 OR với lớp vỏ vàng hồng và dây da cá sấu màu đen. Thì cảm nhận của tôi khi trên tay chiếc đồng hồ này thì đó là một cái gì đấy rất là mới mẻ, tuy nhiên là vẫn giữ được những cái nét truyền thống cổ điển của Royok. Một lát nữa thì tôi sẽ zoom lại mặt số này, cỗ máy này và một số chi tiết thì chúng ta sẽ nhận thấy được khá nhiều cái điểm được nâng cấp ở phiên bản 15500 OR này. Đầu tiên thì chiếc đồng hồ này có đường kính là, đây, để chính xác nhất nha, thì tôi sẽ xem ở web hãng. Chiếc đồng hồ này thì có đường kính là 41mm và dày 10,4mm các bạn ạ. Thì mặt số của chiếc đồng hồ này vẫn là một dạng vân như tôi gọi là Grande Tapestry truyền thống, với những cái ô vuông được khắc bullion, được khắc trên mặt số của đồng hồ này, chiếc đồng hồ này. Và mặt số màu đen thì đương nhiên là tông su tông với dây da màu đen của chiếc AP đang trên tay tôi đây. Và đây, như các bạn đang thấy, chúng ta hãy đi về lớp vỏ chiếc đồng hồ này thì vẫn là một cái độ hoàn thiện rất là tuyệt vời đến từ AP. Đó chính là sự kết hợp giữa chảy xước và đánh bóng. Thì như chúng ta đang thấy là vành bezel của chiếc đồng hồ này đó chính là vành bezel bát giác với những cái đinh vít được sắp xếp rất là tỉ mỉ và chỉn chu theo đúng hình vòng tròn, mà không giống như những chiếc Apollo với những cái đinh vít được sắp xếp lộn xộn các bạn ạ. Tại vành bezel chiếc đồng hồ này thì những cái đường chảy xước này, độ hoàn thiện chảy xước thì rất là đẹp mắt, cũng như là thân của chiếc đồng hồ này, cũng như là các cái tai càng nối với dây rất là cẩn thận, hoàn thiện, độ hoàn thiện rất là cao, xứng đáng với một trong bốn thương hiệu truyền thống hàng đầu trên thế giới. Và phần thân cũng vậy, thân cũng được hoàn thiện là chảy xước này, hai phần thân. Đó là những gì mà tôi nhận định về độ hoàn thiện của chiếc 15500 OR này. Phía mặt sau của chiếc đồng hồ thì chúng ta sẽ thấy được là một lớp kính sapphire với một bộ máy hoàn toàn mới. Thì bộ máy này là bộ máy 4302 với đường kính của cỗ máy là 32mm, được nâng cấp tần số dao động, được nâng cấp từ 3Hz lên 4Hz. Và chúng ta sẽ có một thời lượng cót được nâng cấp cũng từ 60 tiếng lên 70 tiếng các bạn ạ. 10 tiếng đối với tôi thì nó khá là 10 tiếng tương đương với tổng thời gian cót của chiếc AP này là 70 giờ, nó tương đương với gần 3 ngày. Nghĩa là sao? Chúng ta có thể đeo được từ thứ sáu và đến tầm chủ nhật thì chúng ta đeo lại đồng hồ thì đồng hồ vẫn chạy. Cỗ máy này thì có 257 chi tiết và 32 chân kính. Chiếc đồng hồ thì đi với cả khóa gấp, khóa đôi bằng vàng hồng. Và ngay sau đây thì tôi nghĩ là tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chút về cái thẻ của AP. Thời gian gần đây khoảng tầm 3 năm trở lại đây thì AP có sử dụng thẻ thông minh với một cái mã QR code này, và chúng ta sẽ kích hoạt tăng cái bảo hành từ 2 năm lên thành 5 năm, tổng thời gian là 5 năm với một chiếc AP chúng ta mới mua. Đây thì các bạn đang nhìn thấy, tôi đã quay lại màn hình của mình. Ok, quay trở lại với chiếc đồng hồ này thì sau đây thì tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này để các bạn có thể thấy được là cổ tay tôi thì là cổ tay dạng tròn, có chu vi là 16.9cm. Đó, thì tôi sẽ thử lên tay chiếc AP này để các bạn có thể đánh giá được. Tạo bỏ chiếc kim lô ra. Vâng. Đây, wow.
Vâng, như các bạn đang nhìn thấy chiếc AP này thì với cái dáng vỏ và dáng tay càng này thì tôi nghĩ là nếu mà cổ tay to hơn một chút, khoảng tầm 17-17.5 thì khá là phù hợp và vừa vặn. Đây, cổ tay tôi là dưới 17 thì nó hơi hở một chút, nhưng không sao, tôi thấy nó vẫn rất là đẹp nhìn từ bên phía bên ngoài. Các bạn có đồng tình với tôi không ạ? Về mặt số này, kim, độ hoàn thiện, đây là một trong những chiếc đồng hồ mà tôi đánh giá rất là cao trong dòng đồng hồ thể thao cao cấp xa xỉ. Đó. Có một lưu ý khi chúng ta sử dụng những chiếc AP Rolex này, đó là các bạn biết làm sao, nó chính là núm của AP, núm chỉnh giờ ấy, hay gọi crown. Chỉnh giờ của chiếc những chiếc AP thì rất là mỏng manh và dễ vỡ, nó không như là những chiếc Daytona đâu các bạn ạ. Thế nên là tôi có một lưu ý là khi chúng ta chỉnh giờ những chiếc AP như thế này thì chúng ta hãy nhẹ nhàng hết mức, hết sức có thể, đừng dùng lực nhiều quá nhiều. Với phiên bản 15500 này thì chúng ta sẽ có gen, chúng ta sẽ vặn gen ra này và chúng ta rút một nấc. Đầu tiên là chúng ta chỉnh lịch và chúng ta rút ra nấc thứ hai là chúng ta chỉnh giờ phút. Thì lưu ý, một lưu ý mà tôi nốt tới các bạn ấy, đó là chỉnh giờ phút thì tránh khung giờ từ 9 giờ đến 3 giờ. Và với chiếc AP này, tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó chúng ta phải rút hết sức nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Và đây là cuối của video này rồi. Các bạn có cảm nhận như thế nào về chiếc AP Rolex 15500 OR này? Hãy comment ở phía bên dưới video cho chúng tôi biết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.